Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 31 Của bộ truyện Thần Ấn Vương Tọa Tác giả Đường Gia Tam Thiếu Qua giọng đọc của Phi Tùng Các bạn nhớ ấn like Có buồn cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio Để mà có thể nghe những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc Cảm ơn các bạn rất là nhiều và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện Lại nói thì à, mọi người không ai biết là Long Hạo Thần cần mất bao nhiêu thời gian thì mới dung hợp xong qua nguyên tố linh tinh, chỉ có thể tĩnh lặng mà chờ đợi. Trong nháy mắt thì đã trôi qua 3 ngày rồi. Thái Dương Hỏa trên người Long Hạo Thần thì vẫn thiêu đốt không suy giảm. Cao Anh Kiệt mau chóng quyết định cho săn Ma Đoàn số 1 cấp sĩ này tạm thời không tham gia nhiệm vụ thử thách nào mà chỉ ở lại doanh trại tu luyện mà thôi. Đối với cả việc này thì mọi người không có ý kiến gì. Chỉ cần Long Hạo Thần thành công dung hợp qua nguyên tố tinh linh So với cả đạt được hạng nhất thi đấu toàn đội Thì càng thêm trọng yếu Đến ngày thứ 7 Thì Tư Mã Tiên thành công đột phá tiến vào cấp 5 Nhưng mà khi thời gian trôi qua tới ngày thứ 10 Thì mọi người đều có chút nôn nóng Không phải là lo lắng thứ hạng đoàn đội Mà là an toàn của Long Hạo Thần Cao Anh Kiệt nói cho bọn họ biết rằng là dung nhập linh lô thứ hạng kém 10 đứng đầu thì sẽ không vượt qua 7 ngày Nhưng mà hiện tại thì đã 10 ngày rồi Bóng dáng của Long Hạo Thần như cũ thì mờ nhạt sau Thái Dương Hòa Lính đội Làm phiên ngày bảo hộ cho Long Hạo Thần Tôi muốn đi ra ngoài một chút Thải Nhi nhạt giọng nói với cả Cao Anh Kiệt Cao Anh Kiệt ngẩn người ra Cô muốn ra ngoài sao? Đúng vậy Ừ, vậy thì đi đi Vậy có cần ai đi chung nữa không? Dù gì Thải Nhi cũng không thấy đường mà Thải Nhi lắc đầu Không đâu tôi đi một mình được rồi Nói xong thì nàng ta nắm gậy trúc đẩy cửa đi ra ngoài So với cả người khác thì nàng càng thêm hiểu biết tình huống của Long Hạo Thần bây giờ Nếu như là Long Hạo Thần thật sự gặp nguy hiểm Hạo Nguyệt sẽ không ngủ ngon như vậy Chắc mọi người cũng nghĩ tới việc này rồi Nên là tuy có chút suốt ruột nhưng mà vẫn kiên nhẫn mà chờ đợi Thải Nhi đi không xa Trực tiếp đến khu thành lâu của khu ma quan Nhưng mà bị binh sĩ ngăn cản lại Tôi là Thải Nhi của săn ma đoàn số 1 cấp sĩ Muốn gặp đoàn trưởng Lam Nguyên Vũ Xin thông báo dùm cho Thải Nhi thanh âm rất là lãnh đạo Nhưng mà thân hình mảnh mai Hai mắt vô thần lại hiện ra cô đơn và thê lương lắm Binh sĩ ngăn cản nhăn mày lại Xin thứ lỗi Không phải ai cứ muốn là có thể gặp được nam đoàn trưởng. Ma tộc thế công rõ ràng là yếu đi rồi. Tuy rằng chiến sự vẫn còn đang tiếp tục nhưng mà không khí ở trong khu ma quan đã không còn khẩn trương nữa. Tuy nhiên tổng trưởng quân sự thánh linh tâm không thể chỉ huy chiến sự. Lam nghiên vũ là đoàn trưởng ma pháp sư đoàn đương nhiên là phải gánh trách nhiệm này rồi. Vậy thì chính tôi sẽ kêu bà ta. Thải Nhi chống gậy trúc hơi ngẩng đầu. Bỗng chốc một luồng sát khí thực chất phóng lên cao Binh sĩ ở trước mặt nàng cảm giác toàn thân lạnh lẽo Kính sợ lui ra vài bước suýt nữa thì mông đặt xuống đất Nhưng mà sát khí của Thải Nhi không phải hướng gã Mà là bắn lên trời Khí lưu màu xám tựa như là mây khói Lên như là diều gặp gió vậy Ở dưới thành khu ma quan tự tiện phóng sát khí như vậy Không phải ai cũng đều dám làm Huống gì sát khí của Thải Nhi từ luân hồi linh lô mà ra So với cả thích khách bình thường nàng thuần thúy lãnh nhiệt hơn nhiều Hầu như là chỉ trong chốc lát thì trên thành đã có phản ứng Vài cái bóng đen từ trên trời giáng xuống đi tới trước mặt của Thải Nhi Tiểu thư Mấy người áo đen thấy Thải Nhi trong mắt biến đổi cung kính hành lễ Hãy mang tôi đi gặp đoàn trưởng Lam Nghiên Vũ Giọng nói của Thải Nhi như cũ rất là lạnh lẽo Khu ma quan là lãnh nhiệm của thích khách Thích khách Thánh Điện xây dựng tại đây mà. Có lẽ những binh sĩ bình thường không biết nàng, nhưng mà những thích khách đến từ thích khách Thánh Điện sao có thể không nhận ra được. Thải Nhi, sao, sao con lại tới đây như vậy? Gặp được Thải Nhi, Lam Nghiên Vũ tinh thần hơi mệt mỏi bỗng chốc hiện ra vui sướng. Nhìn Thải Nhi thân hình mảnh mai, đáy mắt của Lam Nghiên Vũ xẹt qua một tia đau thương. Ông ta tình hình thế nào rồi? Thải Nhi lãnh đạm mà hỏi Con hỏi cha của con sao? Lam Nguyên Vũ ngẩn ra Trong lòng mừng thầm Thải Nhi không mở miệng Không gật đầu cứ đứng yên ở đó mà thôi Lam Nguyên Vũ lập tức nói Ông ấy đã tỉnh rồi Nhưng con cũng biết hậu quả phản phệ Của đồng quy linh lô mà Hiện tại ông ấy Không việc gì là tốt rồi Thải Nhi xoay người Gậy trúc gõ mặt đất phát ra tiếng cọc 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 nàng cứ như vậy mà xuống thành đồng quy linh lô có một bí mật là người thi triển có một phần ngàn khả năng khi mà tỉnh lại sẽ biến thành ngu ngốc thải nhi làm nghiên vũ lúc này vội vàng kêu lên thải nhi dừng bước lại lưng đối diện với cả mẫu thân sao vậy còn có việc gì ư còn con không về nhà xem cha mình sao thải nhi đứng ở đó Chầm mặc hơn 10 lần ô hấp thì mới nhẹ nhàng gật đầu. Tốt rồi. Lệ ở trong mắt của Lam Nghiên Vũ trượt trào ra đôi mắt đẹp. Đã 11 năm rồi, từ khi mà Thải Nhi 3 tuổi trở về, hôn mê 2 năm, sau đó luôn luôn tu luyện. Xem ra bọn họ như người xa lạ. Đây chính là lần đầu tiên. Mặc dù con bé vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng mà con bé chịu đi nhìn linh tâm, như vậy thì chứng minh trong lòng con bé vẫn còn chúng ta. Tốt, tốt, tốt lắm Mẹ cùng con trở về Lúc này cũng vừa chắn xong một đợt tấn công của ma tộc Đầu tường khu ma quan ngắn ngủi an bình Làm nghìn vũ gấp gáp đi tới bên cạnh Thải Nhi Muốn kéo tay nàng ta Nhưng Thải Nhi hơi nhích người né tránh Tôi tự biết đường Từ nhỏ lớn lên trong tòa thành này Nàng đã quá quen thuộc với nó Làm nghiên vũ thì không có cưỡng ép Lau khô nước mắt ở trên mặt bà ta đi theo sau Thải Nhi. Bà ta nhìn Thải Nhi bước đi có chút chậm chạp và loạn trọn tiến về phía trước, nước mắt một lần nữa tràn ra. Con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, lại phải gánh trách nhiệm quá nhiều như vậy, nhận quá nhiều sự thấm khổ. Con bé mảnh mai như vậy, làm nghen vũ thật là muốn kéo Thải Nhi vào trong lòng yêu thương nàng, nhưng bà ta biết rằng Thải Nhi sẽ không để bà ta làm như vậy. Hai mẹ con đi gần một tiếng đồng hồ đế mới trở về nhà nơi này là một căn nhà trong thích khách thánh điện Bình thường thì thánh linh tâm rất ít về đây Đa số thời gian đều ở tại phủ chấp chính Nhưng sau khi sử dụng đồng quy linh lô Cần phải giữ bí mật tình huống của y Không để nhiều người biết Vì vậy mới đưa về đây nghỉ ngơi Nơi này cũng là chỗ thải nhi trưởng thành Gậy trúc không ngừng gõ lên trên mặt đất Liên tục phát ra tiếng cọc 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 Mỗi một tiếng đều như là gõ vào trong lòng của Lam Nguyên Vũ không cần Lam Nguyên Vũ nói Thải Nhi cũng đoán được rằng Thánh Linh Tâm ở chỗ nào Đi qua sân trước rồi vào phía sau Khi mà nàng đang chậm rãi bước đi Thì lại có âm thanh khiến nàng ta dừng bước À đại tỷ 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 đã trở lại rồi Ờ tiểu tỷ tỷ này là ai vậy Thanh âm của người đàn ông trưởng thành Lại nói ra cái lời ấu trĩ Nghe vào tai thì ai cũng đều thấy vô cùng quái dị Thải Nhi chậm rãi xoay người lại Nàng không nhìn thấy nhưng có thể cảm giác ra có người đang ngồi trước cửa đang ngẩng đầu nhìn nàng. Cha con hôn mê 7 ngày rồi. Sau khi tỉnh lại thì mỗi ngày hồi phục ký ức một năm. Hiện tại ông ấy chỉ nhớ sự việc lúc 5-6 tuổi mà thôi. Nếu biết con trở lại gặp ông ấy như vậy nhất định sẽ rất là vui mừng đó. Lam Nghiên Vũ có chút nghẹn ngào mà nói. Thải Nhi chậm rãi đến trước mặt của Thánh Linh Tâm Nàng đột nhiên mê man Không biết nói cái gì với cả phụ thân Chỉ có ký ức khoảng 5 tuổi này Tiểu thị thế Chúng ta chơi được không vậy Thánh linh tâm đứng dậy Kéo tay Thải Nhi mà lắc lư Thải Nhi ngẩn ngơ Nhưng mà không có chút rút tay lại Ở trong đáy lòng của nàng Có một nơi mềm mại giống như là bị đụng chạm Thải Nhi vẫn còn nhớ mấy ngày trước Khi mà Long Hạo Thần hấp thu qua nguyên tố linh tinh Long Hạo Thần mỗi ngày đều nói đến hai chữ trách nhiệm Long Hạo Thần nói rằng Mỗi người đều có trách nhiệm khác nhau Mỗi người đều có nỗi khổ Chỉ là thừa nhận khác biệt mà thôi Tì tì Sao tì không nói chuyện với ta vậy Vì sao trên mặt lại có khăn che như thế Thánh Linh Tâm đang ở trạng thái 5 tuổi tò mò mà hỏi Liên tiếp hỏi ra vài câu không thấy Thái Nhi phản ứng Thánh Linh Tâm hiển như là thấy chán lại chạy đến quấn quyết bên Lam Nghiên Vũ. "Đại tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ kia chẳng nói chuyện gì cả. Ờ à, tỷ chơi với ta có được không vậy?" Lam Nghiên Vũ nắm lấy bàn tay rộng của chồng mình, không thể nhịn được nữa, ôm chặt y mà gào khóc. Người chồng cả đời anh hùng lại bị linh lô phản phệ thành hình dạng như thế này, trong lòng bà làm sao dễ chịu cho được. "Hãy chăm sóc tốt cho ông ấy đi, tôi đi trước đây." Gậy trúc đột nhiên gõ trên mặt đất Thải Nhi bắn người lên Khi nàng mau chóng rời khỏi nơi này Đột nhiên phát hiện Nỗi hận cha mẹ đã phai nhạt đi rất nhiều Rất nhiều rồi Rời khỏi nhà trở về doanh trại Không biết vì sao mà Thải Nhi kinh ngạc nhận ra Cái tảng đá ở trong lòng ngực đã bớt đi sức nặng Thậm chí là toàn thân thoải mái nhẹ nhõm hơn nhiều Đây là trừ cùng với cả Long Hạo Thần ra Thì từ khi nàng trở thành luân hồi thánh nữ Đây là lần đầu tiên xuất hiện cái cảm giác này Bên tai lại vang lên lời nói của Long Hạo Thần Tha thứ Tha thứ là tha thứ cho người Cũng là tha thứ cho mình Khi mà Thải Nhi trở về doanh trại Ngay cả nàng cũng không biết rằng Nếp hẳn ở trên trán đã trở nên nhu hòa hơn Nhưng mà lúc này thì mọi người không ai chui đến việc Thải Nhi thay đổi Thải Nhi vừa mới vào trong doanh trại cũng phải giật mình Bởi vì nàng cảm giác sợ trong doanh trại Quang nguyên tố biến thành càng thêm nồng đậm Độ thuần khiết khiến cho nàng phải ngạc nhiên Lúc này đây thì mỗi một người trong doanh trại đều đang tập trung ánh mắt vào người của Long Hạo Thần cách Thái Dương Hòa So với khi mà Thái Nhi rời đi thì Thái Dương Hòa quanh người Long Hạo Thần dần dần hình thành Sau lưng thì hỏa diễm lại ngưng tụ thành mờ ảo thiên sứ Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thái Nhi hơi khẩn trương hỏi Cao Anh Kiệt Cao Anh Kiệt có chút lắp bắp mà nói Nếu ta đoán không sai Chắc là trong quá trình dung hợp với cả Long Hạo Thần Qua nguyên tố tinh linh đã có sự tiến hóa Gã đích thực là đoán không sai Qua nguyên tố linh tinh thì đúng là có tiến hóa Khi mà qua nguyên tố tinh linh cùng với cả Long Hạo Thần dung hợp Nó cảm giác được thể chất quang minh Lập tức thả lỏng thể sắc và tinh thần Để mà hoàn toàn dung hợp vào cơ thể của hắn Tuy bị hạ nguyệt làm cho sợ Nhưng mà không ảnh hưởng đến độ thân cận Của quang nguyên tố tinh linh đối với cả Long Hạo Thần Tựa như là quang diệu độc giác thú bản tính lương thiện vậy Con trai Quang Minh cũng có trái tim thân cận tự nhiên Điều này khiến cho Quang Nguyên Tố Linh Tinh đã vứt bỏ hết sự e ngại Tuy rằng Quang Nguyên Tố Linh Tinh rất là suy yếu Nhưng mà căn nguyên còn đó Ở trong quá trình dung hợp này với cả Long Hạo Thần Thì vừa lúc tu sửa lại thân thể Long Hạo Thần thì bản thân tuần thịnh Không có một chút nào đề phòng nó Hai người đã hoàn mỹ dung hợp Đồng thời thánh Dẫn đinh lô lại phát huy tác dụng dụng dực Con trai Quang Minh và Quang Nguyên Tố linh tinh dung hợp Đây vốn là một sự dung hợp hoàn mỹ giữa thuần khiết và sự tinh thuần Có thể nói không ai có thể chất giống như là Long Hạo Thần Có thể hợp với cả Quang Nguyên Tố linh tinh đến như vậy mà thánh dẫn linh lô của Long Hạo Thần vốn đã một lần tiến hóa, tác dụng dựng dụng hoàn toàn bộc phát. Tinh thuần quang minh thánh hòa cùng với cả thánh dẫn linh lô dâng lên biểu hiện ra ngoài chính là thái dương hỏa không ngừng phập phồng. Có qua nguyên tố linh tinh gia nhập, có thể nói là sự triệt để khai phá thể chất quang minh của Long Hạo Thần, khiến choán tăng lên quang nguyên tố và lực thân cận, lại thêm quang nguyên tố linh tinh phụ trợ, linh lực ngưng tụ quá mức khổng lồ, chẳng những có thể cải tạo được thân thể Long Hạo Thần mà cũng cải tạo luôn cả quang nguyên tố linh tinh. Lại nói thì trải qua một thời gian dài Qua nguyên tố linh tinh rốt cuộc là trong khi dung hợp xuất hiện lần đời tiến hóa đầu tiên Bất cứ một nguyên tố tinh linh nào đều có 3 lần tiến hóa Mỗi lần tiến hóa sẽ tăng cao một mảng lớn năng lực Qua ba lần rồi là có thể tiếp tục tiến hóa hay không thì phải dựa vào kỳ ngộ của chúng Không cần phải nói tiến hóa của quang nguyên tố tinh linh Khiến cho quá trình dung hợp linh lô của Long Hạo Thần lần nữa kéo dài nhưng các thành viên của săn ma đoàn số 1 cấp sĩ lại chỉ có thể hưng phấn mà thôi. Đặc biệt là Tư Mã Tiên và Hàn Vũ. Nồng đậm quang nguyên tố khiến tốc độ tu luyện của họ nhanh hơn bình thường. Người khác cũng đều có thu hoạch. Tầm trong hơi thở quang minh đó, thể chất và linh lực của họ đều được cải thiện, còn là hướng phương diện tốt nữa. Nhưng khiến cho người ta không ngờ là lần này Long Hạo Thần cần thời gian tiêu hóa lâu như vậy. Trải qua ngày thứ 24, Thái dương hỏa đỏ hồng bên người của hắn thì bỗng biến đổi Lại biến thành quang minh thánh hòa sáng người sắc vàng Nên biết rằng là quang minh thánh hòa Là năng lực cường đại chỉ có kỵ sĩ cấp 7 mới có Chẳng qua là quang minh thánh hòa của Long Hạo Thần không phải chính mình thiếu đốt Mà bởi vì bên ngoài quang nguyên tố quá mức khẩn là khổng lồ Cùng lúc đó thì quang nguyên tố ngưng kết thành hình thái linh tinh trượt biến đổi rõ ràng Một tinh linh hỏa diễm tuyệt mỹ phóng đại bay ra sau lưng của hắn đây nghĩa là qua nguyên tố tinh linh của Long Hạo Thần đã bắt đầu biến hóa lần thứ hai Đây chính là Quang Minh là cường đại Quang Minh Quang Minh thánh Hòa thiêu đốt liên tục đến khi mà dung hợp ngày thứ 49 Long Hạo Thần đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở bừng hai mắt Miệng khẽ hút Bỗng chốc Quang Minh thánh Hòa quanh thân thể quán bị hắn hút vào bụng Hơi thở Quang Nguyên Tố trong doanh trại lập tức yếu bớt Biến hóa đột nhiên bừng tỉnh mọi người đang tu luyện ánh mắt đồng thời hướng Long Hạo Thần. Lại nói vào lúc này, sự biến hóa đột nhiên bừng tỉnh mọi người đang tu luyện, ánh mắt đồng thời hướng Long Hạo Thần. Cùng với cả quang minh thánh hỏa không ngừng yếu đi, thân thể của Long Hạo Thần dần dần hiện ra. Đúng vào lúc này thì chỗ ngực quán hắn chợt lóe lên ánh sáng màu vàng, một luồng ánh sáng cao hơn một thước bay ra ngoài. Mấy tiếng chú ngữ nhu hòa thánh thoát vang lên, một tầng sáng màu vàng nhạt bao phủ cả người của Long Hạo Thần Hóa thành một trang phục kim sắc Giải quyết tình trạng xấu hổ không mảnh vải che thân của Long Hạo Thần Đúng vậy Cái thứ xuất hiện ở chỗ ngực của hắn Chính là qua nguyên tố tinh linh đã hoàn toàn dung hợp Chẳng qua bây giờ nó biến hóa quá khác biệt với cả ban đầu mà thôi Đầu tiên chính là biến hóa ở hơi thở Nguyên bản là qua nguyên tố tinh linh tỏa ra ánh sáng trắng Nay đã biến thành màu vàng tràn ngập một hơi thở thần thánh. Ở giữa trán thì thêm một viên bảo thạch vàng trói mắt hình con thoi. Vì khuôn mặt tuyệt mỹ thêm vài phần ưu tú. Sau lưng thì nguyên bản đôi cánh trong suốt cũng tăng thêm hai đôi, cho nó thêm phần ổn định bay lên trên không trung. Và biến hóa lớn nhất thì phải là con mắt màu vàng kim trong suốt. Tất cả ảm đạm và yếu ớt hoàn toàn đã bị quét sạch. Ở trong mắt thì tia sáng màu vàng thêm trầm tĩnh mà cao quý, Thần thánh nhưng mà không uy hiếp người Ngược lại ở đáy mắt lại tràn ngập sự dịu dàng Tựa như là uông nước vàng lưu động vậy Nó lúc này nhẹ nhàng rơi trên vai của Long Hạo Thần Ở trong miệng lầm bầm mấy tiếng ngôn ngữ linh tinh Vừa mới tiếp xúc với cả thân thể Long Hạo Thần Nó đã lập tức hiện ra vẻ thỏa mãn Quang Minh Thánh Hòa thì đã hoàn toàn biến mất Long Hạo Thần mặc trang phục vàng quang nguyên tố ngưng kết mà thành Khiến cho hắn có khí chất tiên nhân Tất cả những dơ bẩn không thể tồn tại ở trong quang minh thánh hòa Bởi vậy trong 49 ngày này Ở trên người hắn như cũ tản ra cái mùi hương thanh nhã Mọi người đã khiến mọi người phải đợi lâu rồi Tia sáng màu vàng trong mắt của Long Hạo Thần dần dần tắt Biến trở lại trong suốt bình thường Hắn đứng dậy mắt tràn ngập sự áy náy Tư Mã Tiên cười to mà nói Không lâu, đợi có lâu đâu Nếu không có lần này cậu dung hợp giúp đỡ thì còn không biết bao nhiêu lâu tôi mới có thể đột phá cấp 5 nữa Có thể nói lần này thì Long Hạo Thần dung hợp Ngoại trừ hắn ra thì được lợi lớn nhất chính là Tư Mã Tiên và Hàn Vũ Đặc biệt là Tư Mã Tiên Đã một bước vượt qua bình cảnh cấp 5 Cuối cùng thì có được một nội linh lực thể lỏng rồi Cao Anh Kiệt lúc này thở ra một hơi bước lên mỉm cười mà nói Rốt cuộc thì cậu đã tỉnh rồi Nhưng mà cậu cho chúng tôi kinh hỉ cũng nhiều thật đó Quang nguyên tố tinh linh lại trước sau tiến hóa hai lần Đừng nói là nhìn Cho dù là nghe thì tôi cũng chưa bao giờ nghe qua loại tình huống như vậy đâu Xem ra cái độ hòa hợp giữa cậu và nó thì cao không thể tưởng tượng được Long hạo thần nhấc tay lên Qua nguyên tố tinh linh cùng hắn thì tâm ý tương thông vội vàng bay vào lòng bàn tay của hắn Nhìn tinh linh xinh đẹp Long hạo thần mỉm cười mà nói Nói cho tôi biết Tên nó gọi là Nhã Đình đó Chúc mừng chủ nhân đạt được linh lô thứ hai Hàn Vũ mỉm cười nói với cả Long Hạo Thần Trần Anh Nhi thì mặt co lại cau có mà nói Hây, Sao tôi vẫn chưa có đột phá nhỉ Vì sao mà tôi không phải là quang thuộc tính chứ nhỉ Vương Nguyên Nguyên bực mình nói với cả Trần Anh Nhi Triệu hoán sư các người gần như là không có thuộc tính Mới triệu hoán được đủ loại triệu hoán thú đó Mà ngươi cần thuộc tính để làm cái gì chứ Bị hơi thở qua nguyên tố ảnh hưởng thì tốc độ tiến bộ của Trần Anh Nhi cũng khá là nhanh Đã sớm ở 10 ngày trước mà bước vào bình cảnh cấp 5 rồi Đáng tiếc là cô nàng này không may mắn như là Tư Mã Tiên Hơn 10 ngày qua xông lên cấp 5 nhưng mà không có kết quả Vẫn không thể ngưng tụ ra được nội linh lực thể lòng Hiện tại thì trong đội chỉ có một mình nàng ta là vẫn cấp 4 Sao có thể không gấp gáp cho được Lâm Hâm thì vẻ mặt dã rời ngồi trên giường Đoàn trưởng à, nếu cậu có thể tự do điều khiển quang minh thánh hòa như vậy thì tốt rồi Vậy thì tôi dễ dàng luyện chế đan dược hơn hay, Mấy ngày nay mệt chết đi được Cũng đúng Mấy ngày hôm nay thì y luôn mệt mỏi mà Lâm hâm thì không có chuyên chú tu luyện Toàn là lo luyện và mua bán đan dược Cứ mỗi cách một hai ngày lại đi ra ngoài một chuyến Không ai biết là y đang làm chuyện gì Long hạo thần mỉm cười mà nói Vất vả cho huynh rồi Xem ra Huynh đã luyện được không ít đan dược nhỉ? Lâm Hầm vỗ chán mà nói Các người thì ăn dược như là ăn đậu ngọt Ta thì không muốn làm nhiều cũng chẳng được Tuy rằng là Cao Anh Kiệt cũng có thể sử dụng Quang Minh Thánh Hòa Nhưng gã sẽ không ra tay giúp đâu Phải dựa vào chính mình mới khiến cho đám thanh niên tiến tới được Lúc này gã nói với cả Long hạo Thần Mà thôi, rốt cuộc thì cậu đã tỉnh rồi Tuy rằng đã bỏ lỡ 40 ngày không rèn luyện nhưng mà xem ra trong khoảng thời gian này thì các người tiến bộ không ít à, Tôi đề nghị là trước tiên cậu ấy chỉnh lý tình trạng Thực lực của đồng đội đi đã Sau đó thì tôi sẽ đi xem xét có nhiệm vụ nào cho các người hay không Mấy ngày nay thì các săn ma đoàn khác không rảnh rỗi Tôi nghĩ ưu thế công huân của các người đã chẳng còn nữa rồi Long Hạo Thần nghe vậy ừ một tiếng Mọi người đưa tiến Cao Anh Kiệt Tiếp xúc càng lâu thì mọi người càng bội phục vị lĩnh đội này ở trong khoảng thời gian Long Hạo Thần dung hợp qua nguyên tố tinh linh Nhã đỉnh Thì Cao Anh Kiệt gần như là không rời một tấc Thải Nhi thì luôn đứng sau của Long Hạo Thần Khi hắn đưa tiễn Cao Anh Kiệt xoay người hướng nàng Thì kinh ngạc phát hiện ra Dường như là Thải Nhi đã có sự biến đổi Chân mày trao lại vẻ lạnh lùng đã phai nhạt đi rất nhiều Mấy ngày nay thì Thải Nhi đã ra ngoài ba lần rồi Khi nàng gặp Thánh Linh Tâm lần thứ hai Y đã hồi phục được ký ức khoảng mười mấy tuổi còn lần thứ ba thì Thánh Linh Tâm đã có ký ức Thải Nhi 3 tuổi Khi mà Thải Nhi nghe thấy giọng của Y Thì lại là cái tiếng Thánh Linh Tâm ngồi xổm ở trong góc phòng mà khóc giống Lúc đó là Y mới có ký ức khoảng hai mươi mấy tuổi Ở trong miệng không ngừng gọi tên của nàng Từ ngày hôm đó trở đi thì Thải Nhi không ra ngoài nữa Nhưng mà cảm xúc của nàng thì đã dao động vài ngày Sau đó phần lạnh lùng giữa đầu chân mày đã dần dần phai nhạt Thấy Thải Nhi có sự thay đổi như vậy Long Hảo Thần rất là mừng rỡ nhưng hiện tại không phải lúc hỏi han Quay lại doanh trại Long Hạo Thần lấy ra bảo thạch thí nghiệm nộ linh lực Mỉm cười mà nói Nào đến đây Chúng ta phải trước tiên kiểm tra Ai trước đây Tư mã tiên cười mà nói Đương nhiên là đoàn trưởng trước rồi Sau khi mà cậu dung hợp qua nguyên tố tinh linh Chắc là linh lực biến đổi lớn lắm đây Tôi nghe nói rằng là dung hợp cái loại linh lô nguyên tố linh lô này là có thể trực tiếp gia tăng được nội linh lực của kẻ dung hợp Mà tinh linh của cậu lại hai lần tiến hóa như vậy Chắc là có tăng cao thực lực cho cậu đó Từ Mã Tiên thì đúng là nói sự thật thôi Long Hạo Thần thì rõ ràng cảm giác được nội linh lực có sự biến hóa rất là lớn Xung quanh thánh dẫn Đinh lô đã hình thành quang hoàn màu vàng Dịch thái linh lực thì càng biến dính đặc cũng tương đương với cả biến đổi lớn Long Hạo Thần hiểu rõ Dịch thái linh lực dính đặc có nghĩa là nội linh lực của mình càng mạnh, khi mà sử dụng kỹ năng thì sẽ làm giảm thấp tiêu hao linh lực, đồng thời thì uy lực sẽ mạnh hơn nhiều. Hắn cũng rất là tò mò tu vi của mình rốt cuộc đã đạt tới mức nào rồi, cho nên là không từ chối, hắn đã liền nắm lấy bảo thạch thí nghiệm nội linh lực rồi từ từ rót linh lực vào trong. Một lát sau thì ngoại trừ thải nhi mắt không thấy đường, ánh mắt mọi người đều ngẩn ngơ. Lâm hầm nuốt nước bọt khan. Cái gì ba ngàn rồi sao từ mã tiên lẩm mầm không không là ba ngàn một trăm sáu mươi hai là cấp năm bậc sáu rồi đoàn trưởng ạ à, cậu đã là đại địa kỵ sĩ bậc sáu rồi đâu đừng nói là họ mà ngay cả đến long hạo thần cũng phải ngần người ra hắn thì không bao giờ ngờ được rằng mình và nhã đình dung hợp lại khiến cho nội linh lực tăng lên hơn một ngàn như vậy tình hình này chỉ sợ là tu vi quán sẽ trở thành mạnh nhất ở trong đội Giống như là Tư Mã Thiên đã nói, tuy rằng Long Hạo Thần tăng mạnh thực lực, nhưng là đó có liên quan rất lớn đến thể chất quang minh của hắn. Khi mà Nhã Đình cùng hắn dung hợp, được đến mênh mông quang nguyên tố tinh thuần đậm đặc. Hơn 40 ngày dung hợp như vậy, thể chất quang minh của Long Hạo Thần đã triệt để được khai thác. Hắn không biết là mỗi lần Nhã Đình tiến hóa sẽ tăng cao một điểm nội linh lực bẩm sinh cho hắn. Bởi vậy hiện tại nội linh lực bẩm sinh của Long Hạo Thần đã cao tới 99 Đứng sau cả Thải Nhi có 100 Đứng sau Thải Nhi có 100 bà thôi Tuy rằng từ cấp 5 bậc 1 tiến hóa đến cấp 5 bậc 6 Ngoại trừ tăng cao linh lực ra Không có sự biến hóa thực chất nào khác Nhưng việc này có ý nghĩa Long Hạo Thần đã tiến một bước tới gần huy diệu kỵ sĩ rồi Biến hóa mỗi cấp tựa như là chân trời góc biển Hắn làm đoàn trưởng săn ma đoàn số 1 cấp sĩ này Không ngừng tăng mạnh cũng là tăng lên sức chiến đấu cho toàn đội. Lúc mà săn ma đoàn này mới thành lập, khi mà mọi người kêu Long Hạo Thần là đoàn trường, thì trong lòng có một chút khó chịu. Dù gì ngoại trừ Thải Nhi ra thì tuổi của hắn cũng theo thời gian trôi qua, Long Hạo Thần dùng thực lực và biểu hiện ở trong chiến đấu để mà chinh phục mọi người. Hiện tại thì họ kêu hai chữ đoàn trưởng thì vô cùng tự nhiên thuần thục. Long Hạo Thần thì hít sâu một hơi để xuống sự vui sướng mỉm cười mà nói Nào, Tất cả hãy thử nghiệm đi Tiếp đó thì mọi người lại lần lượt thí nghiệm nội linh lực Quả nhiên như Cao Anh Kiệt đã dự đoán So với cả lần thử trước thì không biến hóa gì lớn Nội linh lực của Trần Anh Nhi đã gần đạt bình cảnh 2.000 điểm Sắp đi vào cấp 5 rồi Từ Mã Tiên có tiến bộ rõ rệt Lần trước thí nghiệm nội linh lực của gã là 1920 Mà hiện tại bây giờ đã biến thành Biến hóa to lớn không chỉ là con số mà là thực chất nữa Sau khi gã đột phá bình cảnh cấp 5 Thì nội linh lực tăng cao thêm 100 điểm Có thể thấy Long Hạo Thần và Nhã Đình tản mắt ra qua nguyên tố mạnh mẽ cỡ nào Về phần Hàn Vũ thì cũng tăng cao không tệ Từ nguyên bản 2570 điểm à, Nâng lên thành 2390 điểm Ngắn ngủi không tới 2 tháng đã tăng thêm là 120 điểm nội linh lực Khiến cho mọi người phải rất là hâm mộ So với họ thì mấy người khác tăng lên một chút ít Nội linh lực của Vương Nguyên Nguyên thì từ 2160 đến 2210 Lâm Hâm thì nội linh lực chỉ là đề cao khoảng 20 điểm Đạt đến 2405 điểm Nội linh lực của Thải Nhi thì tăng lên không ít Nàng chính là luân hồi thánh nữ mà Nội linh lực bẩm sinh đã là 100 Tốc độ tu luyện đương nhiên là không ai sánh bằng được trong vòng 2 tháng qua thì nội linh lực của nàng đã tăng thêm là 180 điểm, tăng đến 2770 rồi. Chỉ đứng sau Long Hạo Thần, người có 3162 điểm thôi. Đến tận đây thì tu vi của Long Hạo Thần đã chính thức đứng đầu đoàn đội. Tuy lần này tăng cao có tính chất may mắn ngẫu nhiên, nhưng mà cũng xác định địa vị quán ở trong đội. Và quan trọng là sau khi mà có được qua nguyên tố tinh linh nhã đỉnh thì tương lai tốc độ tu luyện quán sẽ tăng cao. Và sau khi tiến vào cấp 5 bậc 6 rồi Thì Long Hạo Thần cũng hiểu rõ hơn cách tu luyện nội linh lực thể lòng Long Hạo Thần đã tỉnh lại rồi Tuy nhiên Hạo Nguyệt vẫn đang chìm trong ngủ say Nhưng thân thể của nó đang tự tăng trưởng Từ khi mà chấp hành nhiệm vụ trở về Đến khi mà Long Hạo Thần nhập định rồi tỉnh lại Thân thể của Hạo Nguyệt từ 4m dài đã tới 5m Đây không chỉ là về biến hóa về chiều dài toàn bộ thân thể nó cũng đã biến ra hùng tráng, hai cái cục u ở bên cạnh ba cái đầu và cái phần nhô ra sau lưng cũng đã biến ra rõ ràng rồi. Long Hạo Thần đã dung hợp xong linh lô thanh tỉnh lại, nhưng Hạ Nguyệt vẫn ngủ say, hiển nhiên là nó vẫn còn chưa tiêu hóa xong ma tinh đã ăn. nào mọi người tập trung đến đây để phát dược. Lâm Hâm lúc này lấy ra một đống bình, tuy trên mặt như cũ vẫn có sự mệt mỏi nhưng mà trong mắt tràn ngập sự phấn khởi ủa có nhiều như vậy sao ca có dược quả nhiên là danh bất hư truyền nhỉ từ mã tiên đầu chọc nói Lâm hầm vỗ ngực tự hào tất nhiên ca có dược mà tới đây ca chia cho các người Đây, hey, hiệu quả của bạo đinh đan thì không tệ đây là tôi đã làm thêm một ít đó mỗi người ba viên phòng trước không lo lúc trước y làm một mớ đan dược thì đã tiêu hao gần hết tuy rằng bạo linh đan có tác dụng vụ rõ ràng nhưng ở trong thời khắc mấu chốt thì có tác dụng đột nhiên bạo phát được mọi người rất là ưa thích. À, các người đã không cần tụ linh đan nữa rồi. Tôi làm một mớ xong rồi bán đi. Cái nguồn tiêu thụ tốt hơn cả tưởng tượng đó. Quả thật là vô giá. Sớm biết vậy tôi đã bán từ lâu. Lần này tài liệu sung túc, tôi làm một đống hồi linh đan. Nhưng mà những thứ này tiêu hao không ít tài liệu. Mọi người chỉ có 3 viên mà thôi. Mỗi viên có thể trong 20 giây hồi phục lại 500 điểm nội linh lực. Tuy rằng Lâm Hâm nói nhẹ nhàng như vậy thôi Nhưng mà người nghe xong thì đều hít hào khụng khí lạnh Khôi phục tận 500 điểm nội linh lực Đây là khái niệm như thế nào chứ Mỗi người ba viên Đủ để cho liên tục chiến đấu tăng thêm một bậc rồi à, Cái sau thì tôi lấy tài liệu chủ yếu là Thịt của thị huyết bối giáp chế ra đó Mà nói ra cũng là may mắn Tôi thí nghiệm không đến 20 lần là hoàn thành rồi Chính tôi có đã uống thử một viên Hiệu quả không tồi đâu Tên của nó là Thị Huyết Đan Sau khi dùng thì ngoại linh lực bạo thăng lên khoảng 500 điểm Đồng thời là cũng tiến nhập vào trạng thái Thị Huyết Có chút giống như là lão chọc cuồng hóa vậy Cơ bắp khi đó sẽ gia tăng Thân thể và nội linh lực kết hợp lại thích hợp cho cận chiến đó Tôi nhận định là có thể khiến cho cận chiến giả sau khi mà dùng Thì lực công kích tăng lên khoảng 20% Liệu lực kéo dài khoảng 10 phút Và mấu chốt là thứ này không có tác dụng phụ gì cả Đương nhiên là nó sẽ tùy theo thể lực của chúng ta mà tăng lên Cộng với cả công hiệu thấp đi Ở trên cơ bản là chờ chúng ta đột phá cấp 6 Thì tác dụng không còn lớn nữa Nhưng mà hiện tại thì vẫn rất là hữu dụng Thị huyết bối giáp thì không uổng là ma tộc cấp 7 Giống như trên mỗi người ba viên Thịt của thị huyết bối giáp còn có một ít đó Tôi định là sau khi tiếp đó sẽ tập trung chế tác các loại đan dược này Và hồi linh đan À đúng rồi Thị huyết đan và bạo linh đan có thể dùng cùng lúc được Có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau đó Thị huyết đan thì ngoại trừ y và Trần Anh Nhi thì mỗi người đều có cả Mọi người cất đan dược của Lâm Hâm đưa Ánh mắt nóng bỏng nhìn vào hắn Vương Nguyên Nguyên nhịn không được mà nói Lâm Hâm à công nhận anh cũng thiên tài thật nhỉ Lâm Hâm vuốt ngược mái tóc dài màu xanh của mình đắc ý mà nói Chuyện đó là điều đương nhiên mà Tôi vẫn còn đang nghiên cứu cái dược vật có thể hỗ trợ tu luyện cấp 5 Chẳng qua là còn đang gặp hơi khó khăn một chút Cần phải thử nghiệm thêm Tài liệu chủ yếu đến từ ma nhãn thuật sĩ tám mắt Tài liệu có không ít Hy vọng là thí nghiệm lần này thành công Theo thời gian kéo dài Thì thân phận ma dược sư của Lâm Hâm không ngừng được phóng đại ở trong đội À này anh Nhi Cái này cho muội này Lâm Hâm lấy ra một cái túi không lớn lém cho Trần Anh Nhi Trần Anh Nhi nhận lấy nghi hoặc hỏi Là cái gì vậy? Tất cả đều là đan dược ư? Lâm Hâm lắc đầu mà nói Cái con bé ngốc này là ma tinh đó Cái con heo của người thì không có thứ này Sao mà có sức chiến đấu? Đây là ta thu mua ở phòng đấu giá đó Một viên cấp 6 Còn hơn 10 viên khác đều là ma thú cấp 5 Dùng tiết kiệm thôi Thứ này mắc lắm đó Tiền bán dược của ta thì hơn một nửa đều tiêu cho nó Còn lại để mua tài liệu cả đó Wow, cảm ơn nha Lâm ca ca đẹp dai Trần Anh Nhi ngập nước mắt to hướng Lâm Hâm chớp chớp Khiến cho y tế hết cả xương cốt Thôi, khỏi khách sáo làm gì Chúng ta là một đội mà Mà Anh Nhi muội muội này Tuy rằng là cô cũng khá xinh đẹp Nhưng bởi vì an toàn sinh mệnh của ta Đừng có nhìn ta như vậy Không thì ta không muốn bị Dương Văn Chiêu tới tìm à, tìm mạng đâu Trần Anh Nhi vui vẻ cất ma tinh hử một tiếng nói <laughs> Sướng văn chiêu Hắn thì sao chứ Hắn dám làm gì tôi Tôi chẳng thích hắn Tôi chỉ thích Vương Nguyên Nguyên thôi Tôi thà cùng với cả Vương Nguyên Nguyên tỷ tỷ đây bách hợp Cũng chẳng ưa hắn <laughs> Từ má tiên ở bên cạnh thì ho khan kịch liệt Liếc Vương Nguyên Nguyên một cái nói Cái gì mà bách hợp Lãng phí tài nguyên Vương Nguyên Nguyên sắc mặt không thay đổi nói Cái đám đàn ông xấu xa có gì tốt chứ từ mã Tiên và lâm hâm liếc nhau đều nở ra nụ cười xấu xa lâm hâm nói <laughs> này mọi người thử nghĩ mà xem nếu tôi đem cái lời trần anh nhi vừa nói bán cho dương văn chiêu liệu rằng có thể đổi lấy bao nhiêu công huân để trần anh nhi nhàn nhãn nói đổi bao nhiêu tùy anh thôi chưa tôi một nửa là được long hạo thần lúc này thì đã cất đan dược đi trên mặt tươi cười săn ma đoàn số một cấp sĩ này thành lập đã được một thời gian Tuy rằng theo hiểu biết sâu hơn, mọi người dần dần dung hợp có thể tự lo vị trí của mình. Tổng thể sức chiến đấu không ngừng được gia tăng. Hạo thân, các người theo tôi lên trên thành. Đang lúc mà mọi người chém gió vui vẻ thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gọi gấp gáp của Cao Anh Kiệt. Mọi người vội vàng ra ngoài, chỉ thấy Cao Anh Kiệt vẻ mặt nghiêm túc đang trong trạng thái bay tới, không nói nhiều lời chỉ vung tay. Đi theo tôi. Gã nói xong xoay người đi ngay Long hạo thần không dám chậm chạp Dẫn theo chúng bạn bước lên theo sau Tuy là không biết xảy ra chuyện gì Nhưng rõ ràng không phải điều tốt Khiếu giác của Thái Nhi thì đã hồi phục Đương nhiên là theo Long Hạo Thần cùng ra doanh trại Một hàng bảy người đi theo Cao Anh Kiệt Mau chóng lên đầu tường Khi mà họ lên đầu tường Thì Long Hạo Thần kinh ngạc phát hiện Toàn bộ tường thành khu ma quan quá yên tĩnh Yên tĩnh đến mức kinh người Lúc này chín săn ma đoàn khác cũng đã đứng ở trên đầu tường thành Phụ trách phòng ngự một đoạn tường thành rộng hơn trăm mét Vừa nhìn thấy đám long hạo thần tới Thì tự nhiên là tránh ra các khu vực hơn 10 mét cho bọn họ Long hạo thần quan sát trong chốc lát rồi lập tức phát hiện Chín săn ma đoàn vẻ mặt đều đã có sự biến đổi Nhiều phong xương và trầm ổn thiếu nóng này Hiển nhiên là 50 ngày thử thách vừa qua Thì đã cho bọn họ không ít tiến bộ ở trong quá trình dung hợp cũng đã vượt xa săn và đoàn số 1 cấp sĩ của Long Hạo Thần rồi Cao Anh Kiệt lúc này đứng bên người của Long Hạo Thần Chỉ hướng đằng trước trầm giọng mà nói các người nhìn thử xem đi Long Hạo Thần đem ánh mắt chuyển hướng ra bên ngoài thành trượt kinh ngạc Yên tĩnh không chỉ là khu ma quan Mà bên ngoài lúc này cũng vô cùng yên tĩnh Nhưng đó không phải là bởi vì đại quân ma tộc rút lui Mà ngược lại đại quân ma tộc đang trình tề sắp trận ở trước khu ma quan ở trong sự yên tĩnh đó, sát khí khổng lồ không ngừng đánh hướng khu ma quan. Trận hình của ma tộc hôm nay trình tề đến không ngờ. Đằng trước là 10 phương trận Song đau Ma, nhìn qua mỗi phương trận ít nhất là khoảng hơn 5 ngàn con Song đau Ma. Phía sau của phương trận Song Đao Ma chính là 10 phương trận Ma Nhãn Thuật Sĩ gồm 500 con, hơn nữa là địa miễn tộc ẩn hình giả. Càng về sau thì binh chủng ma tộc càng thêm cường mạnh. Đến hàng cuối thì Long Hạo Thần mơ hồ còn thấy hơn 10 sinh vật khổng lồ tĩnh lặng đứng đó Cho dù khu ma quan ở nhìn phương xa như vậy Nhưng vẫn có thể mơ hồ được thấy thân thể ma tộc cường đại kia chỉ sợ dài hơn 50 mét Ma tộc thì tập kết không chỉ ở trên mặt đất còn có trên bầu trời nữa Ở trên bầu trời thì tụ tập số lượng lớn không quân của ma tộc Tựa như là mây đen che kín mặt đất vậy Nhưng mà chúng cũng đồng dạng rất là yên tĩnh Ma lực điều, ma thiếu, song đầu ma thiếu, rồi bối tháp phi ma cộng với cả các ma tộc bay khác đều đã bày ra trận hình sẵn sàng theo tộc của mình dường như là tùy thời chờ đợi mệnh lệnh xuất kích chính giữa ma tộc không quân có 10 sinh vật khổng lồ dài hơn 10 mét lại có rồng đen nữa nhìn đến tình cảnh này thì nhóm của long hạo thần ngầm hít một ngụm khí lạnh ma tộc muốn làm cái gì đây dốc toàn bộ lực lượng sao trọng yếu là có một ít ma tộc cường đại họ chưa từng thấy ở trên chiến trường bao giờ như vậy chính là nói ma tộc đã tập hợp chủ lực chân chính rồi. Lúc này không khí khẩn trương quanh quẩn đầu tường khu ma quan. Cái tòa hùng quan này đã thủ hộ nhân loại mấy ngàn năm. Nhưng trận thế đại quân ma tộc mạnh hơn trước rất là nhiều. Một khi mà phát động toàn diện tiến công, nhất định sẽ sinh ra trận huyết chiến. Mỗi người lúc này đều siết chặt vũ khí, trầm tĩnh chờ đợi giây phút đó đến gần. Không khí khẩn trương không chỉ ở trên tường thành mà ở trong tòa thành lâu cao nhất cũng là như vậy. Thánh Linh Tâm đã hoàn toàn hồi phục trí nhớ, đứng ở giữa nhìn ma tộc phương xa. Ở bên cạnh y đều là các tướng lĩnh khu ma quan, mọi người sắc mặt đều nghiêm túc. Đại quân ma tộc mạnh hơn trước rất là nhiều. Hiển nhiên lần này ma tộc không chỉ là tiêu hao số lượng trùng tộc. Thánh Linh Tâm ở trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ma tộc phát điên rồi sao? tại sao lại đột nhiên triệu tập đại quân tiến đến như vậy nhỉ ngay cả thân vệ của quân hắc long của ma thần hoàng cũng đã tới chẳng lẽ là muốn liều mình phá quan sao đúng vào lúc này thì một âm thanh già nua từ sau lưng của thánh linh tâm vang lên ma tộc làm như vậy chỉ có hai khả năng mà thôi thứ nhất là như người nói là ma tộc định dùng toàn lực công phá khu ma quan nếu là vậy cứ để chúng tới đi Khu ma quan này có thể thủ hộ mấy ngàn năm Thích khách thánh điện chúng ta sinh ra mấy ngàn năm Không dám nói có thể ngăn cản thế công của ma tộc Nhưng ít nhất cũng khiến chúng phải trả giá cực đắt Hiệp giả Thánh Nguyệt chậm rãi đi lên tới bên cạnh của Thánh Linh Tâm Thấy ông ta vừa xuất hiện Ở trên đầu tường các tướng lĩnh vẻ mặt thêm căng cứng trật thả lòng có cường giả cấp 9 trấn thành chính là khích lệ lớn đối với cả các tướng lĩnh và các chiến sĩ. Thánh Linh Tâm không hành lễ với cả ông nội mình, hiện tại y là quan chỉ huy quân sự, trong lúc này đều tính là việc công cả. Vậy khả năng thứ hai là gì? Thánh Linh Tâm hỏi. Thánh Nguyệt nói, khả năng thứ hai là ma tộc tới đại nhân vật. Khi mà ma tộc có việc quan trọng cùng chúng ta đàm phán, sẽ bày ra cái bộ dáng hù dọa như vậy lấy vũ lực uy hiếp gia tăng xác suất thành công đàm phán đó. Nghe ông đội mình nói như vậy, Thánh Linh Tâm có chút bình tĩnh trở lại. Nói vậy là khả năng thứ hai lớn hơn một chút sao? Căn cứ điều tra cho tới nay, nội bộ ma tộc thì không có ý định động binh. Nếu thật sự toàn diện tổng tấn công, phát động thánh chiến như vậy sẽ không áp bách một góc khu ma quan mà thôi. Thánh Nguyệt khen ngợi gật đầu. Không sai, chính xác là như vậy đó. Chỉ là không biết lần này ma tộc ra yêu sách gì Binh tới tướng đỡ Nước tới đất chắn Cứ để chúng tới đây đi Nhưng mà không biết lần này ma tộc phái ai đến Theo ta thấy ít nhất là ma thần đứng 10 hạng đầu đó Nếu không cũng chẳng cần bày binh bố trận lớn như vậy làm gì Thánh Linh Tâm hỏi Diệp giả đại nhân Vậy bên thích khách Thánh Điện thì Thánh Nguyệt gật đầu mà nói Yên tâm đi Đã chuẩn bị tốt cả rồi nếu chúng thật sự toàn lực tiến công Thì khách thánh điện chúng ta không phải ăn chay thôi đâu Thánh linh tâm cho đến bây giờ thì mới thật sự thà làm cơ mặt Vậy thì hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ đợi mà thôi Trong khi mà hai ông cháu đang trò chuyện với nhau Thì đột nhiên ở phía cuối đoàn của đoàn quân ma tộc Có ba cột sáng khổng lồ phóng lên cao Ánh sáng nồng đậm mang theo linh lực mạnh mẽ bùng nổ Cho dù cách đầu thường khoảng cách rất là xa Thì trên thành vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được Đó là hào quang của trụ ma thần Gào 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 Ma tộc một giây trước vẫn còn đang tĩnh lặng khi mà trụ ma thần xuất hiện Thì khoảnh khắc bộc phát lên tiếng gầm tận trời xanh Đây chính là hơn 10 vạn đại quân của ma tộc Đồng thời phát ra tiếng gầm Sóng âm khủng khiếp khiến khu ma quan xuất hiện cảm giác chấn động đất rung đối chuyển Cho dù là tướng sĩ đã trải qua chiến trường trăm trận Khi mà đối mặt với cả khí thế ngập trời kia cũng phải biến sắc Nhưng bọn họ khác với cả người thường là Người bình thường khi gặp tình huống này có lẽ sẽ nhũn chân ngã ngồi trên đất mà chiến sĩ thì nắm chặt vũ khí Máu ở trong người đang sôi trào dưới khí thế Hùng mạnh của kẻ địch Và ba trụ ma thần này chính là trụ ma thần thứ 52 Hỏa Diễm Sư Ma An Lạc Tiên Trụ ma thần thứ 61 Dực Nhiêu Cuồng Ma Tái Cộng Cùng với cả trụ ma thần thứ 70 Thanh Yêu Kỵ Ma Hệ Nhĩ Lúc trước thì tam đại ma thần Từng định là ngăn chặn quang diệu thiên sứ kỵ sĩ đoàn Long Hạo Thần đương nhiên là vừa nhìn đã nhận ra chúng. Thật là không hổ là đám ma thần, có thể khiến cho hơn 10 vạn đại quân ma tộc sục sôi như vậy. Đây là suy nghĩ của Long Hạo Thần. Tuy nhiên ở trên thành lâu thì hiệp giả Thánh Nguyệt sắc mặt kịch biến. Không tốt rồi, chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn đến đây sao? Trong khi mà Thánh Nguyệt đang biến sắc mặt, thì đồng thời phía sau ba cây trụ cột ma thần đột nhiên phóng ra một ánh sáng màu đen vàng. Ánh sáng màu đen vàng kia thật sự là quá mức khổng lồ. Cột sáng đường kính hơn trăm mét. Khi nó xuất hiện thì nguyên bản trời sáng bỗng biến thành tối đen mờ mịt. Giây phút cột sáng vừa dâng lên đó thì mặt trời như bị bắn rơi, biến mất tối tăm. Hơn 10 vạn đại quân của ma tộc đang gào rú tựa như là đột nhiên bị bóp cổ vậy. Tất cả âm thanh đều biến mất lúc động lúc tĩnh như thế này thì hiện ra sự quỷ dị cực kỳ đại quân ma tộc tuy không cào thét nữa nhưng ánh mắt của chúng đều biến thành một màu đỏ máu từ những yếu ớt song đau ma cho đến những cường giả hắc long đều tỏa ra khí thế khủng bố dường như là khi cột sáng đó vừa xuất hiện thì bọn chúng tiến nhập vào trạng thái thị huyết vậy trước mặt của cột sáng màu đen vàng đó thì hỏa diễm sư ma an lạc tiên một trong tam vị ma thần dâng lên trụ ma thần tựa như là luồng khói đen nhẹ lúc trước không dây sự chú ý. Giờ đây cả ba đều cung kính quỳ một chân xuống đất, quỳ dạp trước cột sáng màu đen vàng khổng lồ kia. Đây, đây rốt cuộc là cái gì? Quá rung động, mọi thứ xảy ra đột nhiên quá là kinh khủng. Long Hạo Thần đã từng thấy qua những cảnh tượng huy hoàng. Cũng chính là khi phụ thân và minh chủ liên minh thánh điện Dương Hạo Hàm phóng ra thần ấn vương tọa. Nhưng so sánh với cả cột sáng màu đen vàng ở trước mặt này, hiển nhiên hai người thua xa rất xa mới đúng và lúc này thì cột sáng màu đen vàng đó đã hoàn thành liên tiếp nối giữa bầu trời và mặt đất xung quanh lúc này đều rơi vào hắc ám chỉ có mình nó là phát ra ánh sáng màu vàng kim mới cho thế giới này một tia sáng mà thôi bởi vậy sự biến hóa của cột sáng vàng đen này càng thêm rõ ràng nó quá lớn quá là lớn từ xa nhìn lại cũng có thể thấy được rõ ràng hình dạng của nó cột sáng này hiện ra vô số phù văn quái dị Quan trọng là phía trên cột sáng nằm một con rồng toàn thân màu đen vàng. Không ai nhìn ra được thân thể con rồng đen này to cỡ nào. Nhưng uy hiếp kinh khủng, ngay cả cái không khí đều sụp đổ khiến cho bầu trời phải vặn vẹo. Đây rốt cuộc là sự tồn tại đến bậc nào chứ? Đột nhiên ở quanh cột sáng vàng đen đó bắt đầu xuất hiện từng đạo sấm sét màu xanh ra trời. Sấm sét lóe sáng khiến cho con rồng ở phía trên khe khẽ di động. Và càng kỳ quái hơn chính là hơn 10 vạn đại quân ma tộc rơi vào quang văn vặn vẹo kia như là tự nhiên biến mất ở trong tầm mắt của nhân loại. Không, phải nói chính xác hơn là chắc chắn là bọn chúng đã tàng hình rồi. Và lúc này đây thì trên mặt của hiệp giả Thánh Nguyệt đã không còn một giọt máu, mới chỉ là hơi thở thôi đã khiến cho toàn quân ma tộc ẩn hình. Còn có cột sáng khổng lồ đen vàng đều chứng minh một việc, một việc mà ông ta không muốn thấy. Đúng rồi, là hắn. Nhất định là hắn Ma tộc 72 trụ ma thần vị trí đứng đầu tiên Ma thần hoàng Nghịch thiên Ma long hoàng phong tú Hắn lại tự mình tới đây sao Nghe thấy Thánh Nguyệt nói ra câu đó Thì các tướng lĩnh ở trên đầu tường cũng rất là kinh hoàng Thánh Minh Tâm thân thể loạn trọ Tuy hắn cắn chặt răng nhưng mà móng tay đều cắm vào lòng bàn tay Trụ ma thần đứng hàng đầu tiên Ma thần hoàng là Nguyên Tôn Ma Tiên, danh hiệu này vĩnh viễn chỉ thuộc về một vị ma tộc, một vị thống trị 72 trụ ma thần và tất cả những ma tộc. Ở trên thánh ma đại lục này, nhân loại luôn ở vị trí yếu thế, nguyên nhân chủ yếu là có y tồn tại. Y chính là đại biểu cho không thể chiến thắng, là đại biểu cho sự vô địch, đại biểu cho ma tộc cao không thể với tới. Y chính là Phong Tú, có một cái tên thanh tú nhưng lại là ma thần hoàng cường đại đứng ở trên đỉnh kim tự tháp của ma tộc. Nghe nói rằng đời thứ nhất của ma thần hoàng thông lĩnh 72 trụ ma thần giáng xuống thánh ma đại lục Y vốn không kêu cái tên này đâu Nhưng sau khi hủy diệt phần lớn nhân loại Y lại đặt cho mình cái tên giống như là nhân loại Sau đó mỗi một đời ma thần hoàng đều tiếp tục sử dụng cái tên này cho đến ngày hôm nay Phong tú Từ ma thần hoàng đời thứ nhất cho đến vị ở trước mặt này Là ma thần hoàng đời thứ 6 của ma tộc Là lãnh đạo cao cấp của ma tộc Sinh mệnh của Y dài cả ngàn năm ở trong lịch sử của chiều dài nhân loại thì ngoại trừ xuất hiện luân hồi khiến cho ma thần hoàng bị thương chết ra thì năm vị ma thần hoàng khác thì đều là sống ra cho đến khi mà thọ mệnh kết thúc thì mới trao quyền cho hậu nhân khác mà kể cả là cái vị ma thần hoàng bị luân hồi giết chết thì cũng chỉ là bởi vì tuổi quá già đến thời kỳ sắp chết thôi ba cái chữ ma thần hoàng ở trên thánh ma đại lục tượng trưng cho sự vô địch y chính là kẻ thống trị ma tộc cũng là cột trụ toàn bộ của ma tộc. Chỉ cần có một ngày có y còn y thì nhân loại không dám dễ dàng phản công. Vị ma thần hoàng này thì đã hơn 70, 700 tuổi. À, cũng chính là thời kỳ đỉnh cao của ma thần hoàng. Ai có thể ngờ đến y lại không chút báo trước mà xuất hiện tại khu ma quan như thế này. Khó trách mà ma tộc lại bày ra đại trận như vậy. Khó trách mà đại quân ma tộc lại chỉnh tề ngay ngắn. Nguyên nhân chỉ có bởi một. Bởi vì hoàng đế vĩ đại của chúng đang nhìn. Nhân loại khu ma quan nghe cho rõ đây, đưa ra các ma thú ba đầu các ngươi có được, nếu không, hủy diệt. Không ngờ thanh âm lại êm tai đến như vậy, thậm chí giống như là rồng ngâm ở trên không trung vang vọng vậy. Ở trong cột sáng màu đen vàng đó, một bóng dáng từ từ đi ra. Y bước trên không khí, tốc độ vừa phải, bước ra từng bước tựa như đang đạp đất. Người này nhìn qua hình dáng không cao lớn bao nhiêu, khoảng 1 m 9 mà thôi Tóc đen dài tựa thác nước ở sau lưng bay bồng bềnh như là luân bàn Trường bào màu đen hoa lệ rũ xuống Mặt trên lấp lánh quang văn màu tím Da thịt của y có chút tái nhợt Đôi mắt xanh lam tựa như là ánh sao lóe sáng ở trong vũ trụ vậy Y đi từng bước không có dâng lên khi thế gì Xung quanh y thì mọi thứ rất là yên tĩnh Nhưng cả khu ma quan tựa như là bị sao băng Giáng xuống đập tan vậy không ai nổi lên ý chí chiến đấu được cả. Cái phần uy hiếp này là đến từ trong nội tâm của mỗi người. Khi mà đối diện với cả ma thần hoàng, tất cả sợ hãi từ tận đáy lòng không ngừng tăng lên. Y thật sự quá mạnh. Mạnh đến nỗi mỗi một người không cách nào phát sinh ý chí chống cự, cho dù thánh nguyệt cường giả cấp 9 cũng giống như vậy. Phía bên cạnh của Long Hạo Thần, Thải Nhi đang kịch liệt chấn động, sát ý quanh quần ở bên người của nàng. Long Hạo Thần suy nghĩ một chút liền biết chắc là do khí thế của ma thần hoàng kích động luân hồi kiếm ở trong người thải nhi đây mà nếu như ma thần hoàng hiện luân hồi tồn tại sao thải nhi có thể đối đầu nổi với cả kẻ cường đại như y được chứ ở trong lòng cũng rất là sợ hãi nhưng mà lúc này long hạo thần không có thời gian mà quan tâm hắn liền kéo thải nhi vào trong ngực của mình ôm thật chặt nàng phóng ra nội linh lực cố gắng bao bọc thân thể của thải nhi mà nói ra cũng thật là kỳ quái Cảm giác sợ hãi ở trong lòng Long Hạo Thần nhẹ hơn người khác rất là nhiều Nhìn ma thần hoàng đang từng bước đạp hư không Lòng hắn sợ thì ít mà tò mò thì nhiều Cái đám bạn ở bên cạnh của hắn thì Đang dãy ruộng không thể để mình ngã quỵ Còn hắn lại có thể ôm Thải Nhi vào trong lòng Giúp cho nàng chống đỡ sự sao động của luân hồi Quay trở lại thì cũng phải công nhận rằng khuôn mặt của phong tú này rất là đẹp Đẹp không có một tí vết nào cả nhưng y điển trai không giống với cả Long Hạo Thần Vị ma thần hoàng này đẹp mang theo kiểu là Ngạo nghễ đứng ở trên đỉnh cao Mang theo tà mị uy chấn thiên hạ Mang theo sự uy nghiêm không thể cho mạo phạm Ma thần hoàng giáng lâm khu ma quan tật khiến bản thành vinh dự Lúc này Thánh Nguyệt bước ra chớp mắt một cái Người đã ở trên không trung Mặc cho trong lòng ông ta cũng đang tràn ngập sự sợ hãi Nhưng tại khu ma quan này có thể đứng ra cũng chỉ có mình mình ông mà thôi Sau lưng ma thần hoàng trụ ma thần hơn trăm mét khổng lồ lấp lánh hào quang Con rồng to lớn kia chính là bóng dáng của y Ngươi là điện chủ hiện nay của thích khách thánh điện sao Phong tú thanh âm như cũ dễ nghe Thậm chí là không chút tức giận nào cả Không sai Bổn tọa ta là thánh nguyệt sau lưng của hiệp giả thánh nguyệt một thanh dao găm xám to to lớn chợt lóe khí thế lãnh liệt bộc phát ngăn cản khí thế của ma thần hoàng phát ra những người có mắt đều có thể nhìn ra được là thánh nguyệt đang bộc phát ra khí thế chỉ có thể kéo dài được 10 mét quanh người mà thôi chênh lệch giữa ông ta và ma thần hoàng thì quá là rõ lời của bổn hoàng ngươi cũng đã nghe rồi có hủy diệt nhân loại các ngươi hay không bổn hoàng không nóng vội Đối với bổn hoàng, các ngươi chẳng qua chỉ là súc vật bổn hoàng nuôi dưỡng. Làm theo lời bổn hoàng, nếu bổn hoàng tìm được thứ gì cần, vậy có thể lo lắng bỏ qua khu ma quan của các ngươi. Thánh Nguyệt ở trong mắt nghe vậy có sự dao động. Ông ta tự biết sự chênh lệch giữa mình và ma thần hoàng lớn bực nào, nhưng lúc này thật sự có thể tỏa hiệp được sao? Trên đầu tường vào lúc này thì nhất có hơn 10 đạo ánh mắt đang tập trung vào người của Long Hạo Thần. Ma thú tam đầu sao? Chẳng lẽ đang nói đến tọa kỵ ma thú của Long Hạo Thần ư? Nhưng nó chẳng qua chỉ là ma thú cấp 6. Sao có thể khiến cho ma thần hoàng chú được chứ? Trên mặt ma thần hoàng xuất hiện một nụ cười tả mị. Bồn hoàng cho các ngươi 10 giây. Sau 10 giây ngươi phải đưa ra câu trả lời. Nếu không, Hôm nay bổn hoàng sẽ san bằng khu ba quan Mười Một giọt mồ hôi rơi xuống từ trán của Thánh Nguyệt Ông ta biết nếu mình thỏa hiệp Như vậy sẽ vĩnh viễn không thể thắng Thẳng được sống lưng của liên minh Thánh Điện Nhưng nếu không thỏa hiệp thì hơn 10 vạn quân dân và cơ nghiệp của thích khách thánh điện tại đây có lẽ sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quyết định lúc này vô cùng khó khăn, khi thế lãnh liệt của Thánh Nguyệt phóng ra đang dao động rối loạn. Chín. Đột nhiên lúc này vang lên một tiếng cười khẽ. À, 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 à. Bệ hạ à. Ngươi thật là có tính giải trí đó. Nhưng muốn hủy diệt khu ma quan của chúng ta. Chỉ sợ cần phải suy nghĩ kỹ mà thôi. Thanh âm đột ngột xuất hiện này nghe ra có chút giả nua. Nhưng mang theo mấy phần nhẹ nhàng. Ở trong chớp mắt thì sáu đạo ánh sáng không chút báo trước bỗng nhiên bùng phát ở trước khu ma quan. Trong sáu ánh sáng đó có hai là sắc vàng, một là xanh tím, một là màu trắng, còn có một là màu xanh và một là màu đỏ. Sáu ánh sáng ở trên khung trung chiếu rọi, tuy không kinh khủng như là của trụ ma thần của ma thần hoàng, nhưng khi sáu giải ánh sáng phóng lên cao thì đầu tường khu ma quan chỉ uy nhấp tân thần trượt biến mất, ở trên đầu tường mỗi người đều thở hổn hển. Không biết khi nào ở bên dưới của khu ma quan có 6 người Sáu người nhờ vào ánh sáng tỏa ra này chậm rãi bay lên trên không trung đối diện với cả ma thần hoàng. Mà vừa nhìn thấy họ xuất hiện thì ma thần hoàng vẻ đang chơi đùa cũng biến mất, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Mấy lão già các ngươi thật là âm hồn bất tán nhỉ. Các ngươi nghĩ rằng bổn hoàng ta không dám giết các ngươi sao. Ma thần hoàng lạnh lùng mà nói. Thanh âm già nua lúc trước lại vang lên Đương nhiên là bệ hạ dám chứ Bệ hạ là cường giả đệ nhất nhân thiên hạ này Có gì là không dám làm Tuy nhiên nói tới tuổi tác Thì chúng ta sao bằng bệ hạ Chữ lão già thật không dám nhận đâu Và lúc này thân hình sáu người đã bay lên đầu tường thành Ma thần hoàng uy hiếp mênh mông Nhưng mà lại bị bọn họ ngăn chặn lại Các tướng sĩ ở trên đầu tường Ở khu ma quan đều có thể nhìn thấy rõ bọn họ kỵ sĩ mặc giáp cam huyễn lệ đứng ở phía trước nhất. À, vị kỵ sĩ này dáng người cao to cường tráng, bao gồm cả đầu toàn thân che kín bằng giáp trụ. tay trái là một tấm thuẫn to màu cam, tay phải là một thanh kiếm tỏa ra ánh sáng mặt trời. thanh kiếm này rất là to, có lấp lánh chín luồng hào quang, tựa như là chín mặt trời rực rỡ lóa mắt. khiến cho người ta phải rúng động nhất chính là tọa kỵ gỡ dưới thân của y, đó là một con hồng long chân chính. Thân thể hồng long này dài hơn 50 mét Xung quanh lấp lánh ánh sáng màu đỏ của hỏa nguyên tố Và càng kỳ quái là khí thế của hồng long Lại hòa hợp thành một thể với cả kỵ sĩ mặc giáp cam đó Phía bên cạnh của vị kỵ sĩ này là một chiến sĩ dáng người còn to hơn cả y nữa Vị chiến sĩ này toàn thân mặc giáp trụ màu tím xanh bao phủ toàn thân Gã cao hơn 2m20 uh, Bả vai thì cực rộng lực lưỡng cho dù là giáp trụ cách trở cũng khiến cho người ta cảm giác được sự lực lượng kinh khủng có thể tùy thời xé rách cả đất trời vũ khí của gã cũng rất là quái lạ tay trái là một cây búa lớn màu máu còn tay phải là một cây chùy to màu tím xanh nếu để người ta hình dung gã thì thích hợp cho ai chữ là hung hãn cực kỳ còn phía bên kia của vị kỵ sĩ là một bóng đen mơ hồ tựa như là một làn khói xem không rõ hình dáng của gã nhưng mà cái sự lãnh liệt sắc bén kia Ở xung quanh cột sáng màu đen không khí không ngừng hiện ra vết nứt màu đen Sáu người này thì xếp hàng ba trước ba sau Ba người phía sau đều là nữ Từ quần áo có thể thấy họ đều mặc áo choàng ma pháp không thể nhìn ra khuôn mặt Trong đó có một người mặc đồ trắng Sau lưng có đồ án phong nhị rực hoàng thiên sứ Người đó mặc áo choàng đại biểu cho địa vị mục sư cao nhất là thánh giả trưởng bào Giáo hoàng hiện thời cũng chỉ mặc loại trang phục này mà thôi So với cả vị thánh giả này thì giáo hoàng cùng lắm là thêm mũ miệng và quyền trượng mà thôi Trong tay của thánh giả mục sư này nắm một quyền trượng dài khoảng 3 mét Nhìn qua pháp trượng ở trong tay thì chính là một cây mai Nhưng lại là một cây tinh khiết màu trắng Ở trên pháp trượng còn treo hai trái cây màu vàng nhạt nữa Phía bên trái của vị thánh giả mục sư này là một người nữ mặc áo choàng ma pháp màu vàng. Xung quanh của áo choàng dâng lên quang nguyên tố nồng đậm đến mức tận cùng. Chỉ hào quang ở trên người của cô thôi cũng đủ chiếu sáng cả khu ma quan rồi. Và khiến cho người ta phải kinh ngạc chính là trên người nàng tản ra ánh sáng. Tuyệt không phải là trói mắt, nhưng có thể xua tan được nỗi sợ hãi ở trong lòng mọi người đem đến một cảm giác ấm áp. Pháp trượng ở trong tay của nàng thoạt nhìn khá là bình thường. Cùng là màu vàng và trên đỉnh pháp trượng có 6 viên bảo thạch trong suốt to cỡ nắm tay. Từ trên người của nàng không hiển hiện rõ, nhưng ai có thể đoán được đây chính là vị cường giả cấp 9 thần cấp ma pháp sư. Còn phía bên kia của vị thánh giả thì vẫn là một người nữ, ở trên người mặc áo choàng ma pháp màu xanh. Sau lưng của nàng có những tia chớp màu sáng xanh chợt lóe âm u. Xung quanh của nàng không ngừng tỏa ra từng đoàn ánh sáng lớn nhỏ không đồng đều Là một thông linh giả Là thông linh giả có thể liên thông vô số Sau khi đạt đến cấp 9 Thì thần bí nhất trong lục đại thánh điện Chính là cường giả đỉnh cao không thể phán đoán Nhảy lên trên không trung cùng với cả ma thần đối diện với nhau Lại là 6 vị cường giả cấp 9 như vậy Vốn là khu ma quan bị áp chế gần như không thể hít thở Chợt bây giờ tăng lên khí thế hiệp già thánh nguyệt bay ở một bên ở trong mắt xuất hiện một tia nghi hoặc hỏi các người các người là ma thần chi vẫn sao thì ra truyền thuyết là thật các người vẫn còn sống nghe vậy thì thông linh già mặc áo choàng pháp sư màu xanh quay đầu liếc thánh nguyệt một cái mỉm cười mà nói này cậu thanh niên à nếu chúng ta đã chết rồi vậy tại sao ma thần hoàng bệ hạ đây có thể im lặng như vậy chứ Nghe vậy thì ma thần hoàng bên kia hư lạnh một tiếng. Hôm nay các ngươi quyết tâm đối kháng bổn hoàng sao? Thanh âm già nua phát ra từ vị kỵ sĩ y nhàn nhạt nói, "Dĩ nhiên là chúng ta không hy vọng như vậy rồi, dù sao chúng ta không nắm chắc có thể giết được Bệ hạ, nhưng Bệ hạ nên hiểu rõ, chúng ta có 20% năng chắc cùng Bệ hạ chết chung, có 30% là có thể tin tưởng làm cho Bệ hạ trọng thương." Và nếu hôm nay bệ hạ muốn tiêu diệt khu ma quan của chúng ta Nhân loại mấy ngàn năm tích góp không ngại sẽ cùng ma tộc mở tràng thánh chiến Chưa chắc ma tộc của các ngươi cuối cùng sẽ đạt được thắng lợi đâu Sao? 20% chắc chắn cùng với cả ma thần hoàng chiết trung ư Câu này nghe qua có vẻ yếu Nhưng lọt vào tay các tướng sĩ khu ma quan lại tràn ngập sự rung động Ma thần hoàng là cái gì chứ? Là vô địch không thể đánh bại Sáu vị cường giả nhân loại này lại có cơ hội cùng y chết chung Đây là loại tu vi bậc nào Ma thần hoàng nghe vậy chợt trầm mặt Khuôn mặt anh Tuấn kia tà mị xuất hiện vẻ suy tư Từ đây có thể đoán được đối với cả sáu người này y có chút kiêng kỷ 20% cùng chết Nếu một ngày y chết cùng Nếu một ngày y chết Như vậy đối với cả ma tộc là một sự đả kích không thì so sánh Gần ngàn năm nay Lục đại thánh diện của nhân loại tốc độ phát triển rất là nhanh Ma tộc rất khó đấu với cả nhân loại đã đạt được ưu thế, đặc biệt là đám nhân loại này có số lượng lớn vũ khí ma pháp, lực sát thương khá là lớn đối với cả ma tộc. Trên bình nguyên tuy rằng nhân loại như cũ không cách nào chống cự được ma tộc, nhưng nếu có một ngày nhân loại liều chết một kích, ở dưới tình huống đó thì ma tộc khó chiếm được ưu thế. Hơn nữa ma tộc là cá có thể độc lập, một khi mà ma thần hoàng chết, như vậy thì trước khi ma thần hoàng khác lớn lên, ma tộc sẽ bị chia năm xẻ bảy. Ma thần hoàng không thể là không tính đến tình huống đó được Cho dù đối thủ chỉ có 20% cơ hội Y cũng không thể dễ dàng mạo hiểm được Khá lắm Thôi thì chúng ta xem như quen biết đã nhiều năm Bồn hoàng sẽ cho 6 người các ngươi một mặt mũi Bồn hoàng muốn dùng thần thức tìm tòi khu ma quan Các ngươi không được ngăn cản Nếu như không tìm được thứ muốn tìm Bồn hoàng sẽ đi Nhưng nếu tìm thấy thì các ngươi phải đưa nó ra, Bồn Hoàng sẽ không tấn công nữa. Nếu không, thì cho dù Bồn Hoàng có phải trả một cái giá lớn đến mức nào, hôm nay nhất định phải săn bằng tất cả. Thanh âm của Ma Thần Hoàng bằng phẳng, mang theo vài phần lạnh lẽo, nghe vào tai sáu vị cường giả nhân loại thì tràn ngập sự chấn động. Ma Thần Hoàng kiêng kỵ bọn họ, bọn họ càng e ngại Ma Thần Hoàng gấp 10 lần. Trong nhân loại trước mắt có thể kiềm chế Ma Thần Hoàng chỉ có bọn họ nếu như một ngày bọn họ chết ở khu ma quan mà ma thần hoàng không có bị thương nặng thì như vậy là cái vị vô địch này có thể chỉ huy đại quân ma tộc bất cứ qua nải nào của nhân loại cũng đều không thể ngăn cản ma tộc à ảo ảo tấn công thật sự lướng mại câu thương nhân loại và ma tộc đều không muốn nhìn thấy cảnh đó đây chính là một trận chiến không chết không ngừng cho đến khi mà diệt tộc sáu vị cường giả nhân loại đồng thời trầm mặc một tầng ánh sáng nhàn nhạt, nhạt từ trên người của kỵ sĩ Khách tán bao phủ sáu người dường như đang bàn luận cái gì đó một lúc sau dẫn đầu là vị kỵ sĩ trầm giọng mà nói được xin mời bệ hạ tìm kiếm chúng ta tuyệt đối không quấy nhiễu bọn họ không biết ma thần hoàng muốn tìm cái gì nếu khu ma quan này có thứ y muốn tìm như vậy chờ y tìm ra rồi rồi quyết định đưa hay không thì tính sau vậy Ngược lại nếu ma thần hoàng không tìm thấy Dĩ nhiên sẽ hóa giải được nguy cơ trước mắt ở trong nhân loại thì không ai so với cả bọn họ càng hiểu rõ ma thần hoàng này cái vị đế vương ma tộc này ít nhất là giữ lời hứa bởi vì đó là tôn nghiêm của y không để cho xúc phạm